Johor Bahru, tháng 5 năm 2010. Yesudata, cũng lâu lắm rồi cha mới có thời gian đưa con tới trường ấy nhỉ. Cha xin lỗi con gái nha, thời gian vừa rồi cha hơi bận nên phải nhờ chị Roeli đưa con đi học, vất vả cho các con rồi. Dạ không ạ, chị Roeli bảo cha còn phải đi họp sớm nên chị sẽ đạp xe chở con đi, vừa là tập thể dục luôn. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Có vấn đề gì sao hả con? Con nói cho cha nghe xem nào. Dạ, tại con cứ hay ngủ nướng nên mấy lần chị Roeli suýt bị muộn giờ học. Chị bảo nếu lần sau con còn chậm chạp nữa, chị sẽ để cho con đi bộ đến trường. Chị sẽ mặc kệ và không thèm quan tâm đến con nữa đấy cha ạ. Thì ra là vậy. Thế nên hôm nay mới nhõng nhẽo đòi cha đưa con đến trường đúng không? Chị Roeli mới học cấp 3 mà đã nghiêm nghị như bà cụ non rồi sao? Được rồi, vậy từ nay sáng nào cha cũng chở con đi học, cho chị Roeli có thời gian thông thả đi xe đạp tới trường. Hai cha con mình thống nhất thế nha. Yeah, sắp tới trường con rồi ạ. Con chào cha, con đi học đây ạ. Chúc cha một ngày mới tốt lành. Cảm ơn con. Con cũng vậy nha. Ở trường chăm chỉ học hành vào nha con. Tối nay đi làm về, ba sẽ lại qua trường đón con. À, lâu rồi cha cũng chưa cho Yesudat tiền tiêu vặt nhỉ. Con cầm lấy mua đồ ăn sáng nha. Đây là tờ tiền đặc biệt. Từ mai cha sẽ dậy sớm nướng bánh mì cho các con ăn. Dạ, con cảm ơn cha. Con đi đây ạ. Cha cũng đi làm đi, kẻo trễ giờ rồi. Tạm biệt nha, con yêu. Hình như cha đang vội nên cha chẳng ngoái lại nhìn mình một cái. Mới dậy mà đã 8 giờ rồi sao? Nếu không nhanh chóng, mình sẽ bị muộn buổi hẹn để ký hợp đồng quan trọng với khách mất. Ôi, số series trên này chẳng phải là sinh nhật của mình hay sao? Đây là điều đặc biệt mà cha nói hả? Vậy là cha đã để ý từng tờ tiền để tìm được đúng số series này sao? Cha mình tuyệt quá. Người cha tâm lý nhất trên thế gian này chính là cha của Yesudas. Ha ha. Cha, con yêu cha. Con yêu cha nhiều lắm. Tạm biệt con gái. Cha ơi, sao cha bỏ chúng con mà đi vậy? Cha đã hứa sáng nào cũng sẽ dậy nấu ăn sáng cho tụi con cơ mà. Cha đi rồi, hai chị em chúng con biết phải sống làm sao đây? Cha đi vội vã quá, chúng ta còn chưa kịp nói với nhau một lời từ biệt mà. Nếu như sáng hôm ấy em không vội vĩnh cha đưa đi học, và khi đến nơi em đi vào trường luôn, không đứng đó phụng phịu gọi cha, thì cha đã đến được công ty rồi. Không, không phải lỗi của em đâu. Em đừng tự trách mình nữa. Tất cả là tại chị. Nếu như chị không quá khó tính với em, cha sẽ không phải chở em đi học. Thì hôm đó sẽ không có tai nạn nào cả. Mình sẽ để kỷ vật này của cha trong ví và luôn mang theo bên người. Như vậy con sẽ cảm thấy cha vẫn luôn ở bên con. Cha ạ. Yesudas, dậy đi em, đến giờ đi học rồi. Thôi đừng lười biếng nữa, dậy đi thôi em. Chị Roeli, kể từ hôm nay em sẽ tự mình thức dậy và đi học vào mỗi sáng. Chị không cần phải gọi em và đưa em đi học nữa nhé. Em phải tự lập dần thôi, không thể ỷ lại vào chị mãi được. Kể từ khi cha mất, con bé thay đổi nhiều quá. Mình cứ có cảm giác
hai chị em cứ luôn có khoảng cách vô hình nào đó. Yesudas vẫn luôn mang trong mình cảm giác có lỗi, chỉ là nó không dám nói ra mà thôi. 9 năm sau. Rồi Eli, em đừng khóc nữa. Cha đã mất 9 năm rồi. Có lẽ cha không muốn nhìn thấy chị em rơi lệ vì mình thêm nữa đâu. Mà tại sao hôm nay em lại không đi cùng Yesudas đến thăm mộ cha vậy? Em vẫn chưa thể quên được cảm giác bàng hoàng của ngày hôm ấy. Cha đã ra đi quá đột ngột. Em không được nhìn cha lần cuối. Đến kỷ vật cuối cùng của cha như em mình, em còn không có. Em nhớ, cha và những năm qua, đêm nào cũng mơ thấy cha. Đôi lúc, em còn thấy ghen tị với Yesudas. Mình sẽ đưa tờ tiền này cho chị để đây, trở thành vật kỷ niệm chung của hai chị em. Chị Rowley sẽ không còn cảm thấy tủi thân nữa. Yesudas, chị cảm thấy lâu nay không khí trong nhà chúng ta khá ngột ngạt. Chị muốn chúng ta cùng đi du lịch để đổi gió. Em nghĩ sao? Chị nói thật ư? Vâng, đương nhiên là em đồng ý rồi. Chúng ta sẽ đi đâu đây hả chị? Chị có thể đi cùng em bất cứ nơi đâu. Chỉ cần em muốn và vui vẻ là được. Ở đây, chúng tôi có nhận cả tiền giấy. Cô có thể đưa tôi 5 ringgit để xe bus tiếp tục lăn bánh. Thật lòng xin lỗi chú. Ở đây cháu chỉ còn đúng một tờ tiền kỷ vật rất quan trọng. Giá như xe bus ở đây có thể cà thẻ. Cô là khách du lịch hả? Vậy thì xuống rút tiền rồi đi chuyến sau đi. Thật là phiền phức. Cô làm mất thời gian của chúng tôi quá đấy. Mau đi đi. Khách du lịch? Cô gái này là khách du lịch thật sao? Nếu như vậy thì đây thực sự là một cơ hội tốt cho mình đây nhỉ. Đã thế, hình như mình vừa nghe nói trong túi sách của cô ta còn có thứ quan trọng à. Hôm nay mình gặp may rồi, sắp bắt được con cá to. Cướp! Cướp! Trời ơi! Cướp! Có ai không? Tôi bị tên lưu manh kia giật đồ rồi. Ai đó giúp tôi với! Xin bác hãy giúp cháu. Ban nãy có một thanh niên chạy qua đây, hắn đã nhân cơ hội giật lấy và mang chiếc túi sách của cháu đi rồi. Trời ạ, à, bác không hiểu tiếng của tôi sao? Phải làm sao đây? Tên lưu manh kia, đứng lại, mau đứng lại! Anh nghe này, trong túi đồ của tôi có những gì, tôi sẽ cho anh hết. Chỉ cần anh trả lại kỷ vật của cha tôi thôi là đủ rồi. Tôi sẽ không làm gì anh cả đâu. Đừng chạy, trời ơi! Kỷ vật cuối cùng của hai chị em mình. Trời ạ, à, sao lúc nãy chị lên xe bus em lại không lên theo ngay, để lỡ chuyến thế hả? Em nhường mấy người phía trước nên bị đẩy lại chuyến sau. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Chị ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ đây hả chị? Em tệ quá. Em suốt ngày chỉ biết làm ra những chuyện không đâu thôi à. Vì hai người là khách du lịch nên phía cảnh sát phải xem xét kỹ hồ sơ của hai cô rồi mới tiến hành điều tra về vụ cướp này được. Cảm ơn ông. Chúng tôi từ nơi xa đến, lúc này chỉ biết trông chờ vào cảnh sát khu vực mà thôi. Rất mong các anh giúp đỡ ạ. Đây là khu phố nhỏ nên an ninh kém, càng không có camera ghi lại. Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Chị Rowley, em xin lỗi vì hết lần này đến lần khác làm chị buồn. Em định trong chuyến đi này sẽ tặng lại tờ 10 ringgit của cha cho chị. Vậy mà em lại để mất nó nữa rồi. Sau 9 năm em vẫn luôn là đứa vụng về. Đừng khóc, Yesudas. Hôm nay trong lúc lên xe mà không thấy em ở nơi xa lạ này, chị đã rất sợ.
nghe tin em bị cướp tấn công, tim chị đập nhanh lắm. Lúc đó, điều chị sợ thất lạc nhất là em. Chúng ta đã không cởi mở tâm sự với nhau trong suốt một thời gian dài rồi. Em nghĩ đến bây giờ, những rào cản cũ cần được xóa bỏ. Em vẫn luôn yêu chị. Cảm ơn cha đã lấy tờ tiền để kết nối lại tình chị em của chúng con. Chúng con vẫn luôn yêu thương nhau như ngày xưa. Cha đừng lo cha nhé. Một thời gian sau. Lát nữa cô sẽ điểm danh. Các con đừng đi chơi xa quá nhé. Kẻo bị lạc ở công viên là không hay đâu. Vâng ạ, chúng con đã rõ rồi cô ạ. Cô ơi, con nhặt được cái này. Không biết là chiếc ví của ai đánh rơi ở đằng kia. Cô ơi, trên đó viết gì thế ạ? Viết một thông điệp yêu thương. Đây là vật rất quan trọng với người vừa bị thất lạc tờ tiền này. Nhưng làm sao để chúng ta trả lại cho người đánh mất nhỉ? Cô có thể gọi cho đồn cảnh sát để họ trả lại cho cô ấy ạ. Cô đã nghĩ đến, nhưng cô ấy không phải người ở đảo này. Đây là một tờ tiền nước ngoài, và nhìn chữ viết này cũng rất lạ. Đúng rồi, cô sẽ đăng lên mạng xã hội. Đây là thứ rất quan trọng. Chắc chắn chủ nhân của nó vẫn đang tìm kiếm, và sự chia sẻ của mọi người sẽ giúp được cô ấy. Yesudas, chị mang đến món quà bất ngờ từ một người lạ dành cho em. Chắc là em sẽ vô cùng ngạc nhiên cho mà xem. Chị à, chuyện gì vậy chị? Em đang ngủ mà. Lát nữa chị nói có được không? Chị đã mang về cho em tờ tiền 10 ringgit mà năm xưa cha của chúng ta để lại rồi đây. Ôi, em có nên tin vào mắt mình không đây? Là thật sao? Đúng là tờ 10 ringgit có số series ngày sinh của em rồi này. Dòng chữ này cũng là chính tay em đề lên. Chắc là trên đời này không thể có tờ thứ hai như thế được. Nhưng làm sao mà chị tìm thấy nó? Trời ơi, em có đang nằm mơ không hả chị? Em lúc nào cũng vùi mình ở thư viện thì làm sao mà biết được tờ tiền và chiếc ví của em đã làm mạng xã hội dậy sóng chứ. Chúng ta cũng rất may mắn khi nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng em ạ. Chị cũng chỉ vô tình thấy bài viết này khi có quá nhiều lượt chia sẻ và nó tự động hiện lên trên dòng thời gian của chị mà thôi. Cô gái tốt bụng này đã nhặt được và đăng lên mạng. Một người quen của chị đã chia sẻ và chị vô tình nhìn thấy. Thật may là cô ấy cũng ở Mekala. Em phải kết bạn và gửi lời cảm ơn đến cô ấy mới được. Đến kỳ nghỉ hè, em chắc chắn sẽ trở lại Mekala để gặp cô ấy. Mười ringgit và tình yêu thương của cha, xin đừng bay đi đâu nữa nhé. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật tại Johor Bahru, Malaysia, tháng 11 năm 2019, kể về cô gái Enmala Yesuda, 26 tuổi, và câu chuyện vô cùng cảm động về kỷ vật cuối cùng của cha cô. Tương lai của họ. Ăn nhanh lên đi con, rồi lên bảo mẹ chọn cho mấy cái váy đẹp nha. Yeah, con sẽ ăn thật nhanh. Sao hai ba con dậy sớm quá vậy? Thứ bảy bé Châu đâu có đi học đâu. Không phải tuần trước em hứa hôm nay cả nhà mình đi chơi công viên nước còn gì. Anh dục con ăn nãy giờ, đợi em xuống là đi nè. Mẹ ơi, con ăn sắp xong rồi nè. Lát lên lầu mẹ chọn cho con cái váy thiệt xinh nha. À,
nhưng mà hôm nay mẹ có cuộc họp đột xuất với cổ đông rồi. Hay là con đi với ba và cô Tâm nha. Mẹ lại đi họp nữa rồi. Mẹ chỉ suốt ngày đi họp thôi à. Thôi mà, hai cha con đi với nhau đi. Có bà đi với con cũng vui rồi mà. Mẹ phải đi làm kiếm tiền để mua đầm đẹp cho bé Châu nè. Rồi chiều mẹ về, mẹ mua cho con gấu bông. Không, mẹ không biết gì cả. Con không cần gấu bông đâu. Em này thật là, em đã hứa với con rồi lại quên. Hay thôi, hôm nay đi chơi với bố con anh đi, cho con nó vui. Có phải em không muốn đi chơi với con đâu. Nhưng mà em còn phải lo bao nhiêu công việc. Anh không hiểu cho em thì thôi, lại còn trách em nữa. Thôi, em phải đi đây. Anh ở nhà dỗ con, rồi dẫn nó đi chơi nha. Đây là một hợp đồng lớn. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi mong các vị cổ đông ở đây sẽ ủng hộ cho công ty, ủng hộ tôi vì sự phát triển của chúng ta. Ờ, chị, muộn thế này rồi, sao chị vẫn chưa về? Hôm nay là thứ bảy, chị cũng nên về với gia đình chứ. Công việc cứ để từ từ cũng được mà. Thành à, dự án sắp tới làm chị hơi lo. Chị không muốn nó gặp sai sót gì. Ở nhà đã có chồng chị với cô giúp việc rồi. Với con của chị... À, Thành mua cho chị một con gấu bông thật to ngay bây giờ nha. Ờ, dạ vâng. Vậy chị đợi em 20 phút. Mà dù sao thì chị cũng về nghỉ sớm đi nha. Được rồi, chị xem lại mấy cái chứng từ một lát. Lấy gấu xong, chị sẽ về luôn. Cảm ơn em nha. Ờ, em về đấy à? Em ăn gì chưa? Sao vậy muộn thế? Còn đợi em muộn quá ngủ mất rồi. Em ăn rồi. Hôm nay hai cha con đi chơi có vui hay không? Lúc sáng nó khóc suốt, anh phải dỗ mãi mới nín. Sau đó thì nàng không chịu đi chơi luôn. Thế là anh phải chở sang bên nội chơi. Thế nó mới chịu đấy. Chỉ có bà nội là hiểu cháu nhất. Em có mua con gấu bông nè cho nó đó. Mai anh đưa cho nó nha. Sáng mai chắc em phải bay từ sớm rồi. Ừ, mai em lại đi nữa sao? Anh vừa hứa với con sáng mai sẽ đưa nó ra công viên thiếu nhi chơi. Không có em, sao anh nói với con đây? Sao cuối tuần mà em không ở nhà với con được một hôm vậy? Anh lại thế nữa rồi. Đã bao nhiêu lần em nói mà anh không có hiểu sao? Em bận rộn như vậy là vì con, vì anh, vì cái nhà này chứ vì ai nữa. Từ lúc bố giao cho em tiếp quản công ty, anh có giúp được em gì đâu. Anh là kỹ sư mà, anh không hợp với việc kinh doanh. Anh đâu có cấm em làm việc. Anh sẵn sàng ở nhà chăm con với em. Nhưng em phải nghĩ cho gia đình chứ. Em thử nghĩ đi. Một ngày em gặp con được mấy phút, nói chuyện với con được mấy câu hả? Con còn nhỏ không nói, sao anh là người lớn mà vẫn ấu trĩ quá vậy? Em muốn cho anh được sung sướng, con mình được đi du học trường tốt nhất. Vậy dựa vào cái gì? Không lẽ dựa vào đồng lương kỹ sư ba cọc ba đồng của anh hay sao? Em nói vậy mà nghe được sao? Em cứ như thế, sau này cháu nó quên mất em là mẹ nó luôn đó. Thôi, không cãi nhau nữa. Em không muốn nói những câu không hay. Em mệt rồi, em đi nghỉ đi. Mai anh lựa lời mà nói với con, rồi dẫn nó đi, hoặc lại cho nó sang nội đi, tùy anh. Alo, tôi nghe đây. Hả? Cậu nói sao? Vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Hả? Một tuần sao? Trời ơi, sao lại thế này chứ? Phía cảnh sát vừa ra lệnh bắt giám đốc Lưu, đối tác của mình vì tội buôn lậu. Em nghĩ khoảng một tuần nữa tin tức sẽ lộ ra và cổ phiếu của công ty ta sẽ không còn giá trị nữa. Không ổn rồi. Alo, Thành à, tuần này cậu thay chị điều hành công ty. Chị định đưa bé Châu đi chơi mấy hôm? Dạ vâng, em hiểu. Có gì em sẽ báo cáo trực tiếp với chị. Alo, Loan à, cho chị hỏi. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chị, nếu giờ chồng chị lãnh tiền tử thì được bao nhiêu? Dạ, vào khoảng 2 triệu đô la. Ơ, mà sao tự nhiên chị nói gỡ thế? À, hôm qua có cô bạn hỏi chị ấy mà. Nếu được thì em gặp chị chút nha. Chị muốn xem lại mấy cái điều khoản đó. À,
dạ, vậy hẹn chị 30 phút nữa ở quán cà phê trước cửa công ty mình nha chị. Ok em. Chị muốn nói với em chuyện này, nhưng em phải thề độc là không được nói với ai biết nha, kể cả chồng con của chị. Có chuyện gì nghiêm trọng thế chị? Thật lòng em xem chị còn hơn cả người thân trong nhà mà. Chị có nói với em thề đấy. Ờ, chị định tự tử. Hả? Cái gì? Trời đất ơi, sao lại có chuyện gì thế chị? Khẽ thôi. Đối tác của công ty bị bắt, công ty chị bị liên lụy, nay mai chắc phá sản, không còn cách nào cứu được. Chị suy nghĩ kỹ rồi, chị định tự dựng tai nạn. Chị chết đi thì anh Quý và bé Châu sẽ có 2 triệu tiền bảo hiểm. Trời đất ơi, sao chị tôi khổ thế? Nhưng sao chị phải làm thế chứ? Mình làm lại được mà chị. Anh Quý vẫn đi làm có tiền mà. Cùng lắm mình bán căn nhà đi rồi tính cách làm lại được. Sao chị có thể nghĩ quẩn như vậy được? Nghe chị này, chị đã nghĩ suốt mấy ngày nay rồi. Lương anh Quý chẳng được bao. Nếu có số tiền bảo hiểm đó thì bé Châu sau này vẫn sẽ được đi du học. Anh ấy cũng không phải quá vất vả. Vì tương lai của họ chỉ có cách đó, nên chị đã quyết như vậy rồi. Thảo nào, em biết là chị muốn hy sinh cho chồng con để họ sung sướng, nhưng chị hãy nghĩ cho kỹ. Tương lai đó chồng con chị có nhiều tiền, nhưng anh Quý mất đi người vợ, bé Châu thì mất đi người mẹ. Rồi tương lai đó sẽ ra sao? Điều ấy chị đã từng nghĩ đến chưa? Ba, làm ngựa cho con cưỡi đi ba. Ba à. Để ba nghĩ một tí đã, không thì ngựa sẽ không có sức đâu. À, mẹ vai, mẹ vai. Mẹ bảo ba làm ngựa cho con cưỡi đi mẹ. Bé Châu hừ quá, không được quấy ba có biết hay không? Để ba nghỉ ngơi chứ con. Không ai chịu chơi với con hết. Thôi được rồi, mẹ con mình lên phòng chơi tìm ô chữ nha. Chịu không nè? Dạ. Ba chơi nữa nha, để con sang phòng con lấy ô chữ nha ba. Hôm nay em về sớm thế, lại còn chịu khó chơi với con nữa. Em quyết định nghỉ xả hơi một tuần ở nhà chơi với con. Lâu lắm rồi em chưa có nghỉ, cũng muốn xả stress một chút. Thật sao? Thế anh cũng xin nghỉ một tuần. Cả nhà mình sẽ đi du lịch một chuyến nha. Đó không phải bé Châu con của mình sao? Con bé được đi du học rồi ư? Nhưng sao con bé lại khóc? Không lẽ đây chính là tương lai sau khi mình tự tử? Con ước có mẹ ở đây với con. Mẹ ơi, ba ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ chân của con đâu rồi? Con ơi, con à, mẹ xin lỗi. Mẹ sao thế? Sao thế em? Em gặp ác mộng à? Không sao, có anh với con ở đây rồi. Vâng, em không sao. Em xin lỗi anh. Tương lai của con nhất định phải có anh và em. Sự ra đời của áo cưới màu trắng. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về nữ hoàng Alexandrina Victoria của nước Anh vào thế kỷ 19. Cung điện Kensington, Vương quốc Anh, năm 1837. Tháng 6 năm 1837, tại cung điện Kensington, Victoria đã trở thành nữ hoàng nước Anh khi vừa tròn 18 tuổi, đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Anh. Người đàn ông đã cai trị suốt hơn nửa thế kỷ, giờ đây một nữ hoàng trẻ tuổi đã lên ngôi. Ta được bầu lên giữa ánh sáng huy hoàng của đế chế này để thiết lập một cuộc sống tốt đẹp hơn dựa trên tình yêu thương. Ta sẽ mang toàn bộ sức lực, trí tuệ của mình để phụng sự cho đất nước, cho nhân dân. Thưa Thái hậu, hơn nửa thế kỷ qua, vương quốc của chúng ta chỉ do đàn ông cai trị. Giờ đây nữ hoàng lại lên ngôi
và còn quá trẻ. Thần e rằng nữ hoàng sẽ không đủ sức để gánh vác việc triều chính nữa. Ta cũng nghĩ tới điều này, nhưng theo quy định của hoàng gia, Victoria là người kế vị duy nhất lúc này. Người nghĩ sao nếu chúng ta chọn cho nữ hoàng một vị hôn phu? Có thể người đó sẽ giúp nữ hoàng dưỡng tinh hơn để thực hiện sứ mệnh của mình. Người nói cũng phải, có lẽ nên như thế. Nữ hoàng cũng tới tuổi cập kê, chỉ có điều ta chưa tìm ra người nào phù hợp hơn cả. Thần sẽ tập hợp danh sách những vương tôn quý tộc phù hợp với nữ hoàng và xin dâng lên thái hậu để người xem xét ạ. Người nói sao? Ta sẽ lấy chồng ư? Ta chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Ta lên ngôi chưa được bao lâu, ta muốn tập trung cho việc chỉnh đốn lại bộ máy chính trị cũng như tình hình kinh tế của đất nước. Thưa nữ hoàng, người nên có một người đàn ông bên cạnh để hỗ trợ người trong việc triều chính, như vậy có tốt hơn không ạ? À? Nhưng ta mới lên ngôi chưa được bao lâu, ngành kinh tế trong nước còn đang sa sút. Một số ngành từng là thế mạnh của chúng ta lại đang đứng trước những đợt khủng hoảng, ngành thêu ren chẳng hạn. Tâm trí ta rối bời, không thể nghĩ tới chuyện hôn sự lúc này. Con gái, ở vị trí của con sẽ có rất nhiều trọng trách đặt lên vai. Con là người đứng đầu đất nước, nhưng cũng là phận nữ. Trọng trách lớn như vậy, nếu không có một người đàn ông cùng gánh vác, ta e rằng sẽ quá sức của con. Danh sách những công tước mà hoàng gia đã chọn lựa rất kỹ lưỡng, đưa lên cho con đã xem chưa? Thái hậu hỏi danh sách này phải không ạ? Con đã xem rồi ạ. Con không muốn chọn ai, con muốn nhắc lại với mọi người, con sẽ tự quyết định việc hôn sự của mình. Hoàng gia cần phải tôn trọng quyết định này của con. Tại sao ta không thể trị vì vương quốc nếu không có một người chồng ở bên? Ta trở thành một nữ hoàng là bởi ta là người kế vị duy nhất theo quy định của hoàng gia sau khi cha ta và chú ta đã qua đời, chứ không phải ta ngồi đây vì năng lực của ta ư? Chính vì thế mà không một ai tin tưởng vào ta ư? Phận nữ nhi thì không thể làm được việc lớn ư? Ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy ta xứng đáng ngồi ở vị trí này. Đã lâu chú Leopold mới trở về nước. Kể từ ngày trở thành vua của nước Bỉ, mọi người trong hoàng gia đã ít có dịp được gặp chú. Ta đang mong ngóng được gặp nữ hoàng Victoria, cháu gái của ta. Từ khi con bé trở thành nữ hoàng, ta vẫn chưa có dịp gặp lại. Victoria còn non nớt, lại là phận nữ nhi. Việc triều chính thật sự quá sức. Ta chỉ e rằng con bé sẽ không chịu nổi những trọng trách nặng nề. Victoria là cô bé mạnh mẽ từ nhỏ. Ta tin rằng con bé sẽ đảm nhiệm tốt vai trò và sứ mệnh của mình thôi. Ta thì mong con bé sẽ lấy chồng, không chỉ để có người bên cạnh giúp đỡ việc triều chính, mà ít ra con bé cũng bớt cô đơn ở vị trí hiện tại. Có thế ta mới yên tâm. Thái hậu gọi tôi về đây là để khuyên nhủ Victoria sao? Con bé cứng đầu đó sẽ nghe lời ta sao? Để ta nghĩ cách xem nào. Victoria, cháu đã trở thành nữ hoàng, nhưng ta vẫn muốn được xưng hô với cháu như trước đây được chứ? Vâng thưa chú, cháu cũng không muốn luôn miệng phải gọi chú là nhà vua nước Bỉ đâu ạ. Để xem cháu còn là một tay đua ngựa cừ khôi như xưa không nhé. Chú Leopold, trong lịch sử cháu chưa khi nào thua chú thì phải. Mà này, tại sao cháu lại từ chối việc kết hôn vào lúc này? Chẳng phải điều đó sẽ giúp cháu củng cố hơn địa vị của mình hay sao? Cháu sẽ kết hôn sau khi giải quyết tình trạng sa sút của một số ngành công nghiệp tại vương quốc. Cháu muốn khẳng định cháu có thể làm được. Những vấn đề của một đất nước sẽ không bao giờ giải quyết hết cả. Mà thôi, cô cháu cứng đầu, chúng ta chuẩn bị cuộc đua thôi. Đường đua sẽ đi từ đây qua bờ thác phía tây lâu đài và vòng về nha. Vâng, bắt đầu thôi ạ. Trời ơi, hình như không phải đi phía này. Lẽ nào ta bị lạc?
Nữ hoàng, người có sao không? Ta không sao rồi, ta sẽ đưa nữ hoàng về cung điện. Cảm ơn ngươi. Người là... Người không nhận ra ta sao? Ta là công tử xứ Sass, Colbert, Goda, Francis, Albert. Ôi, Albert, anh họ của ta. Ta xin lỗi, ta đã quá hoảng loạn và không nhận ra người. Nữ hoàng, ta nhớ ngày còn nhỏ người rất thích hoa này. Albert, người vẫn nhớ loài hoa mà ta thích ư? Ta chưa bao giờ quên. Em thích hoa này không? Anh sẽ hái cho em nhé. Cẩn thận đấy, Albert. Albert, anh hãy tỉnh lại đi. Ta chỉ đùa thôi. Anh làm em sợ quá. Đây là loại hoa em thích nhất. Sau này lớn lên, em sẽ đội nó trong ngày cưới. Nếu chú rể là anh sẽ lại tết vòng hoa đổi đầu cho em. Victoria, cháu đi đâu vậy? Cháu làm chú lo quá. Chú Leopold, cháu bị lạc, suýt nữa thì gặp nạn nữa. Nếu không có anh Bert, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra thế? Chú Leopold, chú đã hẹn với cháu là tới đây đi săn cơ mà. Cháu đã tìm chú khắp cả khu rừng mà không thấy. Chú Leopold, chú đã quên là hẹn Albert đi săn rồi hay sao? Mà lại còn hẹn cháu đi đua ngựa. Chú Leopold, khu rừng này chỉ thích hợp đi săn thôi. Chú không nên đưa nữ hoàng tới đây đua ngựa. Ôi, cũng tại Victoria đã đi lạc đường đấy chứ. Chú đâu có nói gì tới khu rừng đó đâu. Mà có lẽ chú có tuổi rồi nên quên mất là đã hẹn cả hai người cùng lúc. Ôi, cái đầu của tôi. Albert, chàng chính là định mệnh của ta. Ta quyết định sẽ cầu hôn chàng theo nghi thức của hoàng gia. Đám cưới của nữ hoàng sẽ thu hút giới truyền thông trên toàn thế giới. Mọi việc phải kỹ lưỡng, không được để xảy ra một sai sót nào. Vâng, thưa Thái hậu. Còn việc chọn áo cưới, nữ hoàng đã chọn xong chưa? Chuyện này vô cùng quan trọng, ai cũng sẽ nhìn vào vẻ ngoài của nữ hoàng, sẽ xuất hiện ở tất cả các tờ báo trong nước và ngoài nước. Chính vì thế, mọi việc cần phải hết sức cẩn thận. Thưa Thái hậu, nữ hoàng đã chọn 3 ngày nay rồi ạ. Nhưng chưa có bộ váy cưới nào làm nữ hoàng hài lòng cả. Thật thế ư? Ta đã cho gọi nhà thiết kế nổi tiếng nhất tới đây. Còn điều gì mà nữ hoàng không ưng chứ? Thưa nữ hoàng, đây là những mẫu váy cưới cuối cùng trong ngày hôm nay rồi ạ. Nếu người vẫn chưa hài lòng, thần xin thiết kế lại ạ. Tại sao lúc nào cô dâu cũng phải mặc những chiếc váy màu đỏ hoặc màu xanh cơ chứ? Thưa nữ hoàng, từ trước tới nay, hầu hết các cô dâu đều chỉ mặc áo cưới màu xanh hoặc màu đỏ ạ. Màu xanh thể hiện cho sự tinh khiết, màu đỏ thể hiện cho hạnh phúc và sự may mắn. Ta muốn một chiếc váy cưới màu trắng. Thưa nữ hoàng, điều này... Gì cơ? Nữ hoàng đã yêu cầu mặc váy cưới màu trắng ngư? Không thể nào. Từ trước tới nay, màu trắng chỉ dùng cho các đám tang. Tại sao lại chọn màu trắng cơ chứ? Thưa Thái hậu, là một nữ hoàng, con đương nhiên phải để ý đến diện mạo của mình khi xuất hiện trước công chúng. Đặc biệt, con lại là tâm điểm của đám cưới của mình. Nhưng màu trắng lại thể hiện cho năng lực của con. Con biết rằng, từ khi lên ngôi, mọi người trong hoàng tộc cũng như người dân chưa thực sự tin tưởng vào năng lực của con. Đây chính là lúc con khẳng định năng lực của mình
bằng việc sử dụng màu trắng cho trang phục váy cưới. Trời ơi, nữ hoàng mặc váy cưới màu trắng. Điều này chưa từng xảy ra ở nước chúng ta. Từ trước tới nay, cô dâu chỉ mặc váy màu xanh mà thôi. Phải rồi, ngay cả bên Pháp và bên Mỹ, họ cũng mặc váy cưới nhiều màu sắc khác nhau, nhưng không ai mặc váy màu trắng cả. Một loại màu tan tóc thế này thì làm sao có thể mang lại sự may mắn cho nữ hoàng cơ chứ? Nhìn váy cưới của nữ hoàng kìa, nó được làm từ vải lụa và ren honiton, một thứ vải ren rất bình dân và ít người sử dụng. Sao nữ hoàng không đội vương miện mà lại đội lên đầu một vòng hoa mơ đồ cơ chứ? Đã sau một tuần đám cưới của các con, vậy mà báo chí khắp nơi trên thế giới vẫn chưa dừng việc bàn luận về chiếc váy cưới của nữ hoàng. Con đã trở thành nữ hoàng vì con mặc gì không phải là ý thích của con. Nó đều có mục đích cả đó thưa Thái hậu. Một chiếc váy cưới có màu trắng không giống một cô dâu nào. Chất liệu vải thêu ren không dùng cho hoàng gia và giới quý tộc. Vậy mục đích của con là gì? Thưa Thái hậu, thưa nữ hoàng và công tước, đây là tờ báo mới ngày hôm nay ạ. À, gì thế này? Nhờ có chiếc váy cưới của nữ hoàng mà ngành thêu ren trong nước đã được cải thiện ư? Đó chính là mục đích của con, thưa Thái hậu. Ngành thuê ren trong nước đã suy thoái suốt một thời gian dài. Con biết rằng, trong ngày cưới của mình, giới truyền thông sẽ chú ý rất nhiều tới chiếc váy cưới mà nữ hoàng nước Anh sẽ mặc, nên con muốn nhân cơ hội này quảng bá ngành thêu ren trong nước. Victoria, con thật sự xứng đáng là nữ hoàng của vương quốc này. Ta hoàn toàn yên tâm và tự hào về con. Từ sau đám cưới của nữ hoàng, chiếc váy cưới màu trắng được các cô dâu khắp nơi trên cả nước mặc theo. Dần dần, chiếc váy trắng còn trở thành chiếc váy truyền thống của cô dâu trên khắp thế giới. Thế nào là trung thần? Nào các ái khanh, mau cùng ta nâng ly nào. Tâu bệ hạ, rượu này có vị ngon quá, thơm nồng, khác hẳn với loại rượu mỗi khi của hoàng cung. Ông không biết là bệ hạ của chúng ta có tài thẩm rượu sao? Bệ hạ đã từng uống biết bao nhiêu loại rượu quý trên đời. Chúng ta sống trong tầm thường, làm sao có được vị giác thần diệu như của người? Đúng vậy, uống rượu ngon, lại nghe mỹ nữ múa điệu nhạc tình, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Chà, các khanh cứ quá khen. Rượu này là cống phẩm từ miền Hạ Nam, nơi đó trồng được loại gạo ngâm rượu ngon nước tiếng. Nghe lời bệ hạ, ta đã phải cất công dặn dò quan tổng trấn Hạ Nam phải coi việc trồng lúa thật cẩn thận. Từ lúc chọn giống, gieo mạ, chăm sóc rồi gặt hái, mẻ nào không đạt chuẩn của bệ hạ là phải dứt đi lấy mẻ khác ngay. Được bình rượu ngon như hôm nay, hồng ân của bệ hạ trao các vị chẳng đếm xuể đâu. Phải là công của tổng quản mới đúng. Tổng quản đã hao tâm tổn sức để thực hiện lời ta. Được hưởng lấy cái diễm phúc của bệ hạ, thật là phước đức tổ tiên chúng thần để lại. Muôn tâu bệ hạ, thần nghe nói dân vùng Hạ Nam năm vừa rồi mất mùa, đói kém. Vậy mà họ vẫn có thể dành cho bệ hạ những mẻ gạo nấu rượu thơm ngon như vậy. Quá là đáng quý.
An Dương đại nhân, ngài nói vậy là có ý gì? Mọi người đang vui vẻ hưởng thụ bữa tiệc, ngài buông lời ấy quả không hợp tình hợp lý chút nào. An Dương đại nhân lâu nay vốn thích dẫn luận điểm đi ngược đám đông, liệu có phải khi nãy khanh vừa cạnh khóe gì trẫm? Ê, xin bệ hạ chớ nghĩ ngợi, thần chỉ muốn nói chồng chén rượu mà chúng thần vừa nhấp môi có ân tình sâu nặng của vùng Hạ Nam mà thôi. Gạo chẳng biết có đủ ăn không, nhưng vẫn phải cống nạp cho triều đình. An Dương, ngài bớt nói lại một chút đi. Phải đấy, nhìn bệ hạ tức giận đến tái mặt đi kìa. Đang tiệc vui, ngài việc gì phải nói những câu trái khuấy? Cứ nương theo bệ hạ, tát nước theo mưa, có phải là sống yên bình không? An Dương, khanh trách trẫm buông tù, làm khổ dân chúng sao? Xin bệ hạ xa tội, thần quả thực không dám có ý đó. Nhưng nếu bệ hạ có dịp gặp trực tiếp quan tổng trấn Hạ Nam và nghe ông ấy trần tình, người sẽ hiểu mọi gian khổ dục ấy đang phải gồng gánh. Tổng quản, sao ngươi đi gặp tổng trấn Hạ Nam mà không nói với trẫm chuyện vùng đó năm vừa rồi bị mất mùa chứ? Bẩm bệ hạ, thần xưa nay vốn chỉ trung thành với mệnh lệnh của người. Người sai bảo gì, thần đều làm bằng được thứ ấy, nào dám khác biệt một lời ạ. Trẫm biết ngươi được việc nhanh nhẹn, chẳng có gì là ngươi không làm được. Nhưng ngươi đã thấy lão thần An Dương hôm nay châm chọc trẫm hay chưa? Tâu bệ hạ, lão già An Dương ấy xưa nay cậy mình là đại thần, lập công với tiền triều, là cánh tay phải của tiền đế, nên chẳng coi người ra gì. Người đừng để ý lời lão ta nói ạ. Chỉ có thần là coi người như cha mẹ, người nói gì thần đều nghe và làm theo răm rắp, không bao giờ trái lệnh ạ. Trách người thì cũng khó, ta vẫn là dẫn lão An Dương ấy, mang tiếng là trung thần của triều đình, nhưng hết lần này đến lần khác chọc ngoáy, cạnh khóe bóng gió ta, mà ta chẳng thể làm gì được lão. Bẩm bệ hạ, thế sao gọi là trung thần được ạ? Người nghĩ thử xem, người là bậc thiên tử, thiên hạ này là của người, quyền sinh quyền sát trong tay người. Đã là con dân, là đại thần của người, người bắt cúi thì cúi, bắt ngẩn thì ngẩn, để thì im, gọi thì thưa, vậy mới là trung thần ạ. Mau triệu An Dương tới đây, ta muốn hỏi lão cho ra lẽ. Bấm, bắt cúi thì cúi, bắt ngẩn thì ngẩn, để thì im, gọi thì thưa ạ. Đúng, có người nói với ta như vậy mới là trung thần. Theo khanh thì điều ấy có đúng hay không? Bẩm, thần tạm thời chưa có câu trả lời, thưa bệ hạ. Chưa có câu trả lời? Khanh cảm thấy mình không được như vậy nên cảm thấy xấu hổ đúng không? Tâu bệ hạ, Thực ra làm sao? Sao khanh cứ ngập ngừng mãi vậy? Thực ra chuyện đó cũng không có gì quan trọng, mà thần đang nghĩ đến chuyện khác cả. Chuyện gì? Khanh mau nói đi. Tâu bệ hạ, được biết người vốn thích thưởng trà, nhân dịp trầm giữa tháng tới, thần muốn kính với bệ hạ đến cùng thần uống một chén trà ngon và ngắm trăng nơi vách núi sâu dinh thất của thần. Sao bỗng dưng ông ta lại muốn mời ta thưởng trà, trong khi ta đang muốn bắt bẻ ông ta về trung thần nhỉ? Chẳng biết vị lão thần này lại có trò gì đây. Được, nếu khanh đã có lòng, ta đây cũng không nỡ từ chối. Tạ ơn bệ hạ.
Chà, An Dương đại nhân quả là biết thưởng thức thú trà tao nhã. Bệ hạ quá khen. Đây chỉ là nơi thần suy nghĩ về câu hỏi của người lần trước thôi ạ. À, vậy là Khanh vốn không định lờ đi chuyện đó mà suy nghĩ nó cho đến ngày hôm nay sao? Bẩm bệ hạ, người phải đến đúng chỗ, thần mới có thể cho người câu trả lời. Bẩm bệ hạ, đây chính là trung thần của người. Cái bóng này là trung thần của ta. Khanh có trêu đùa ta không vậy? Người hãy thử hét vào vách núi kia đi. Hét vào vách núi ư? Để làm gì chứ? Người cứ làm theo thần nói đi ạ. Ha! Ha! Bẩm, tiếng vàng đó cũng chính là trung thần của bệ hạ. Khanh muốn ám chỉ cái gì? Tâu bệ hạ, mặt cúi thì cúi, bắt ngẩn thì ngẩn, như thế khác gì cái bóng? Để thì im, gọi thì thưa, như thế khác gì tiếng vàng? Chỉ có cái bóng và tiếng vàng của chính mình mới phục tùng mình như vậy thôi. Ta đã gọi là trung thần thì khi vua có nhầm lỗi phải tìm cách can ngăn, trên thành thực một lòng, dưới không a vua kéo bè kết đảng, như thế mới là trung thần. Người nào mà ngôn ngữ hành vi đã theo mình như cái bóng, như tiếng vàng, một là người ngu xuẩn, hai là xiểm nịnh. Quan tổng quản theo người đã lâu, hắn muốn được việc cho người, để người khen ngợi, được bổng lộc, nhưng hắn chẳng màng đến cảnh dân khốn khó. Dân dân chúng mới chính là gánh nặng của bệ hạ. Họ no ấm thì thiên hạ của bệ hạ thái bình, họ đói khổ sớm muộn gì cũng có tai họa. Người ngu xuẩn kém cỏi không nên việc, người xiểm nịnh chiều mình để kiếm lợi, hai hạng người ấy chẳng những không mong cậy gì được mà còn nguy hại. Bệ hạ hỏi thần, bắt cúi thì cúi, bắt ngẩn thì ngẩn, để thì im, gọi thì thưa, có phải trung thần hay không? Thì nay thần xin thẳng thắn trả lời, người trung thần không phải là hạng chỉ lay lắc chập chờn như cái bóng tiếng vàng. An Dương đại nhân, Khanh quả không hổ danh là lão thần tiền triều. Những lời Khanh nói ta xin khắc ghi trong lòng. Con dân vùng Hà Nam, ngay ngày mai ta sẽ đích thân tới đó xem xét và hỗ trợ họ lương thảo trong kho triều đình. Được nghe những lời này của bệ hạ, nửa đời người thần phục vụ cho triều đình không uổng phí. Bấm bệ hạ, trà đã ngấm rồi, thưởng thức bây giờ là ngon nhất đây ạ. À, để ta xem. Quả thực trà thơm quá.